Mời quý vị tiếp tục phần 2 của chương trình hướng dẫn phần mềm kế toán Easy Accounting. Tôi xin giới thiệu phần hệ thống tài khoản trong danh mục. Tôi mở một trang mới. Ở đây là cấu trúc cây thư mục của hệ thống tài khoản Việt Nam. Tôi chọn tài khoản 111, tiền mặt Việt Nam. Ở đây bao gồm có mã tài khoản, tên tài khoản và cái số dư. Ở đây tôi chọn là số dư nợ cuối kỳ. Tôi nhấn nút thêm để tôi tạo thêm một tài khoản. Tôi cho mã tài khoản là 1111. Tên tài khoản là tiền mặt. Số dư ở đây tôi gọi chọn là dư nợ. Bạn muốn xóa, bạn chỉ chọn vào tên tài khoản cần xóa và bạn nhấn nút xóa. Bạn kéo rê thanh công cụ xuống, bạn sẽ nhìn thấy hết tất cả trong danh mục tài khoản. Tôi xin giới thiệu quý vị danh mục đơn vị tính. Ta nhấn nút tải lại, ta sẽ thể hiện được danh sách đơn vị tính. Ta nhấn nút thêm để tạo một đơn vị tính. Ở đây, tôi tạo mã đơn vị tính là tấn. Tên đơn vị tính là tấn. Tôi xin giới thiệu danh mục tài khoản ngân hàng. Tôi nhấn nút thêm. Tôi chọn mã là Viettin. Tên ngân hàng là Viettin Bank. Tôi tiếp tục cập nhật ô địa chỉ ngân hàng, mã số thuế và loại tiền tệ. Kế tiếp, tôi chọn ngay phần ngay dòng Viettinbank. Tôi nhấn nút thêm. Tôi gọi số tài khoản, ngày của tài khoản đó và loại tiền tệ của tài khoản này. Ở đây tôi chọn tài khoản là tiền Việt Nam. Kế tiếp, tôi gọi một số tài khoản khác. Tôi gọi vào ngày tài khoản và tôi chọn loại tiền tệ ở đây là tiền đô la Mỹ. Tôi xin giới thiệu phần danh mục ngoại tệ. Tôi cập nhật một loại ngoại tệ mới. Tôi nhấn nút thêm. Ở đây tôi cập nhật loại ngoại tệ là euro. Tôi chọn loại ngoại tệ cần cập nhật tỷ giá mới. Tôi chọn vào là tiền euro. Tôi chọn ngày cập nhật và tôi chọn cập nhật tỷ giá giờ của ngày cập nhật này. Ở đây tỷ giá là 26.000 đồng. Tôi xin giới thiệu danh mục doanh thu, mở một tab mới. Ở đây ta sẽ có những danh mục doanh thu. Việc này đáp ứng cho việc kế toán quản trị của doanh nghiệp. Tôi xin giới thiệu danh mục chi phí. Ở đây chúng ta nhìn thấy được danh mục chi phí rất nhiều. Ta nhấn nút mũi tên ở phía dưới, ta sẽ thấy được nhiều danh mục chi phí khác nhau. Việc này sẽ rất thuận lợi trong việc kế toán quản trị đối với doanh nghiệp.
Tôi xin giới thiệu danh mục thuế. Ở đây tôi sẽ chọn là danh mục thuế nhập khẩu. Tôi nhấn nút thêm để tôi tạo mức thuế xuất thuế nhập khẩu. Ở đây là 25%. Tôi nhập thêm, thuế xuất mới là 30%. Tôi sẽ vào sản phẩm chịu thuế. Tôi chọn loại thuế ở đây là thuế giá trị gia tăng. Tôi chọn mức thuế xuất là 10%. Tôi chọn trường hợp mức thuế là thông thường. Nếu muốn sản phẩm nào chọn thuế mức thuế 10%, bạn chỉ cần check vào sản phẩm đó. Khi bạn nhập giao diện mua hàng và bán hàng sau này, thì chương trình sẽ tự hiểu cái mức thuế xuất đó là 5 hoặc 10%. Trên màn hình, ta chọn loại thuế, thuế nhập khẩu, mức thuế xuất là 30%. Ta sẽ chọn những mặt hàng nào chịu mức thuế xuất 30%, ta check vào. Tôi xin giới thiệu phần danh mục sản phẩm. Trong danh mục sản phẩm này, bạn muốn tìm tên sản phẩm, bạn nhập vào mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm, rồi bạn nhấn nút tìm hoặc phím Enter thì cho ta được sản phẩm đó. Và ta muốn thêm một sản phẩm, ta nhấn nút thêm. Tôi sẽ giới thiệu phần danh mục chi nhánh. Mở một tab mới. Tôi thêm một chi nhánh mới là chi nhánh Đà Nẵng. Tôi nhập mã, kế tiếp tôi nhập tên. Và tôi nhập những cột cần thiết. Tôi xin giới thiệu tiếp là danh mục đối tượng, tôi mở một tab mới. Tôi nhấn nút thêm, tôi thêm một đối tượng mới. Trước tiên, tôi thiết lập mã đối tượng. Kế tiếp là tên đối tượng. Địa chỉ. Số điện thoại, số fax, email, mã số thuế. Tôi dùng loại tiền tệ. Ở đây, đối tượng là khách hàng hoặc nhà cung cấp hoặc điểm xuất. Chúng ta chỉ cần đánh check vào. Ở đây chúng ta lọc theo dữ liệu hoặc là điền những cái cột nào mà chúng ta cần tìm.
một công ty vừa có thể là nhà cung cấp, vừa có thể là nhà sản xuất, hoặc là khách hàng của cái doanh nghiệp. Tôi xin giới thiệu danh mục kho hàng. Ở đây chúng ta có kho lạnh và kho thông thường. Việc này sẽ thuận tiện hơn trong việc phân tích quản trị đối với kho hàng. Tôi xin giới thiệu tiếp theo là phần danh mục loại chứng từ. Trong danh mục loại chứng từ này, chúng ta gồm có phân hệ, phần hành, tên loại chứng từ, nhóm ký tự đầu, nhóm ký tự giữa và nhóm ký tự cuối, dấu phân cách, số tăng tự động, độ dài chuỗi, vị trí, mục đích báo cáo và tăng, giảm và xác định nơi. Tôi chọn ví dụ là phiếu chi, ở đây tôi chọn là hạch toán kế toán. Phần hành là phần ngân quỹ. Tên loại chứng từ ở đây ta nhập là phiếu chi. Nhóm ký tự đầu, tự nhập, ở đây tôi ký hiệu là chữ C. Nhóm ký tự giữa, ở đây tôi ký hiệu là năm. Nhóm ký tự cuối, ở đây là tháng. Dấu phân cách giữa các nhóm ký tự, ở đây tôi chọn là dấu gạch, chéo. Số thứ tự tăng tự động, độ dài của chuỗi của tôi là 4. Sau khi tạo xong, tôi nhấn nút lưu và nhấn tạo mới, tự nhấn nút tạo mới. Ở đây, chương trình đã có một số loại chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu tăng và phiếu giảm tài sản cố định. Tôi xin giới thiệu phần số dư tài khoản, cũng là phần cuối cùng trong phần thiết lập dữ liệu. Chúng ta sẽ thấy tài khoản tiền Việt Nam với ký hiệu tài khoản 1111 là tài khoản con của tài khoản tiền mặt với mã tài khoản 111. Tài khoản con được ký hiệu bằng màu đen và tài khoản mẹ được ký hiệu bằng màu xanh. Việc thiết lập số dư ban đầu này được lập trình viên VTM hỗ trợ bằng cách nhập liệu bằng Excel vào chương trình kế toán Easy Accounting. Tôi vừa hoàn thành giới thiệu phần thiết lập dữ liệu trong chương trình kế toán Easy Accounting. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần giới thiệu tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.